Vâng, và sau đây mời tất cả các bác cùng trải nghiệm chất vang cũng như là giọng intro reverb cực kỳ mượt mà của dòng vang cao cấp đến từ CAS, thương hiệu của Ý, một thương hiệu Lauder mấy chục năm trong làng âm thanh, có những thiết bị cực kỳ cao cấp như dòng loa Ray đẩy công suất của vang. Và đây là em về được những dòng vang X4 thì giá 3 triệu và X4 phần lớn thì giá là 3.8 triệu, bao gồm phí ship và kèm theo một bộ dây ba lăng xịn trị giá là 300.000. Và sau đây mời tất cả các bác cùng nghe chất âm của dòng CX cho chúng ta một làn nhạc và giá cao cực kỳ mạnh nha đó. Nên các bác lấy nhạc mạng xuống và nhạc qua Bluetooth qua cổng giải mã ông quang. Và hiện tại em đang sử dụng cộng Bluetooth để lấy nhạc và các bác sẽ thấy được tiếng vang cực kỳ mượt mà, reverb rất mượt luôn nha. Và khi các bác mua hàng em sẽ canh chỉnh ok hết, các bác chỉ việc về sử dụng ba cái nấm chỉnh intro và chỉnh mic và chỉnh volume nhạc thôi, không cần phải rườm rà gì hết, rất đơn giản. Và sau đây mời tất cả các bác cùng nghe ca khúc Thành Phố Buồn. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút miên đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyền góc thông già. Chiều đang tây nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình. Thành phố buồn nằm ghế khói tòa, người lưa thương chìm dưới sương mù, quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau. Rồi từ đó vì cách xa duyên tình thế nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm dấu nhà. Tiếng thương đời đau buồn em không chia buồn, anh về gom góp kỷ niệm tìm buồn. Thành phố buồn lắng tơ mưa, cơn gió chiều lạnh buồn tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không em soi đã u buồn, giờ không em hoang vắng vô vườn tiếng.
chuông chiều chợt chợt thế đơn, tiếng đường gương quên núi đồi quên cả tình yêu. Rồi bắt đầu có nhu cầu về những công văn cao cấp của CX thì liên hệ cho nhanh.